Alo, cuộc sống VU Canada mến chào các bạn. Các bạn ơi, đây là trên đường mình đi chợ về. Thì đây là bây giờ là tháng 3 rồi đó các bạn. Mình ở Calgary, tỉnh Alberta, của Canada đó các bạn. Thì bây giờ là vào tháng 3 rồi, nhưng mà ở chỗ mình ở thời tiết bữa nay thì ban ngày, bây giờ cộng gió vô là bây giờ là ban ngày 7 độ, nhưng mà cộng gió vô là 10 13 độ trừ độ C đó các bạn. Nhưng mà buổi tối xuống á thì cộng gió thêm là lên tới 19 20 độ trừ đó các bạn. Thì ở chỗ tỉnh của mình ở, thành phố của mình ở đó, hôm nay là thời tuyết rơi liên tục các bạn, tuyết rơi mà không có rơi nặng lắm, nhưng mà cứ ngưng được 1 2 ngày rồi tuyết rơi. Thành ra khi mà chạy xe ngoài đường, những cái con đường lớn đó các bạn, thì xe nó chạy nhiều á thì tuyết nó tan, còn những cái con đường nhỏ ở trong khu nhà ở đó thì mình chạy xe cũng phải chạy ở trên tuyết đó các bạn. Thì coi như là bây giờ tháng 3 mình xem ở trên YouTube đó thì mình thấy Việt Nam thì không nói rồi, các nước chẳng hạn như Canada, ở những cái thành phố, ở những cái tỉnh bang chẳng hạn như Vancouver, bây giờ là những người mà người ta làm vườn, người ta trồng rau cải thì người ta đã có thu hoạch rau cải người ta ăn rồi. Nhưng mà ở chỗ mình đó thì ở ngoài trời vẫn còn lạnh lắm, không không trồng không làm gì được hết các bạn. Thì những người mà thích làm vườn như mình đó thì nhìn thấy cũng ham lắm. Chẳng hạn như bên Úc, là bên Mỹ, ở những cái nơi mà nó không có tuyết đó các bạn, thì người ta đã bắt đầu người ta đã trồng được rồi. Còn ở chỗ mình ở thì vẫn còn lạnh lắm. Thì mình đang ở trên đường đi đó các bạn, biết không, hiện tại bây giờ là nhìn ở ngoài trời, ở đâu đâu trên mái nhà, nhất là những cái cây khô các bạn, những cái cây khô, những cây thông, rồi từ những cái cọng cỏ tuyết nó rơi nó đọng ở trên đó các bạn, rất là đẹp. Mà coi như là từ hồi đầu mùa đông tới bây giờ, cái năm này là cái năm mà tuyết nó rơi mà nó đọng ở trên cành cây là đẹp nhất. Mình vài phút tâm sự với các bạn xong rồi là mình sẽ quay vài phút thôi cho các bạn xem. Tại vì vào mùa đông mà tuyết rơi đọng ở trên cành cây á, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng mà cái đợt này á, phải nói là nó rất là đẹp các bạn. Chính là mình ở Canada mà mình ở cái nơi mà nó mùa đông mỗi năm mỗi có tuyết á, mỗi năm mình đều được ngắm nhìn mà tuyết nó rơi ở trên đọng lại trên cành cây. Mà phải nói cái đợt này là mình nhìn mình thấy nó quá đẹp, thành ra mình cũng muốn quay một cái video ngắn để chia sẻ với các bạn, cho các bạn xem cái đẹp của Canada vào mùa đông. Các bạn thấy đây là cái cây thông xanh đó các bạn, mà tuyết nó rơi nó đọng ở trên cây đó các bạn. Ở ngoài bây giờ gió 24 cây số một giờ, rất là lạnh các bạn. Đó, nguyên một cái dải này là cây thông màu xanh đó các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở ngoài trời đó các bạn, lạnh dữ lắm, mình phải mang khẩu trang mình mới nói chuyện được đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái tuyết nó đọng ở trên cành cây đẹp chưa? Các bạn thấy ở ngoài nó đâu đâu cũng là màu trắng ở trên cái cành cây đó. Mình chạy chậm lại cho các bạn xem. Đẹp chưa? Trời đổ tuyết thì lạnh thiệt các bạn, nhưng mà khi mà nó đọng lại trên những cái cành cây đó nhìn đẹp vô cùng luôn. Hôm nay với ngày mai nữa là ngưng đổ tuyết các bạn, nhưng mà qua tuần sau á là tuyết rơi 80%, rơi liên tục 3 ngày luôn các bạn.
cái khúc này ở phía sau nó không có xe đó, thành ra mình chạy chậm lại cho các bạn xem. Đẹp quá chừng luôn nè các bạn. Bây giờ mình đang chạy ở trong khu nhà ở đó các bạn. Trong khu nhà ở thì city nó cũng không có cạo tuyết, rồi xe nó chạy ít đó các bạn, thành ra đường á, nó cũng đường mà chạy xe đó nó cũng không có tan á, mình chạy xe chạy ở trên tuyết á. Các bạn biết không, ở đây sợ nhất là khi vào mùa đông, khi mà mình chạy ở trên tuyết trắng như vậy mà nó đỡ nguy hiểm hơn. Khi mà đổ tuyết xong rồi thì thời tiết nó mới chuyển ấm lại, còn bữa đây nó người ta gọi là gió sinus đó các bạn. Khi mà có gió sinus về thì nó ấm rồi những cái tuyết mà đổ xuống các bạn biết không, nó tan ra thành nước mà nó chưa có chảy hết, nó chưa có khô kịp đó, thì cái lạnh nó ập tới nữa thì những cái nước đó nó sẽ đóng thành băng mà các bạn thấy nó trong vắt luôn á. Chạy xe cái đó các bạn biết không, rất rất là nguy hiểm. Mà mình đi bộ ở trên cái sidewalk mà trên đường đi bộ nó cũng rất là nguy hiểm đó các bạn đó, tại vì nó trơn dữ lắm đó. Còn khi mà đổ tuyết mà mình thấy tuyết trắng mà mình chạy xe ở trên tuyết á thì nó còn đỡ nguy hiểm hơn là chạy xe ở trên băng đó các bạn. Nhưng mà mình sống ở Canada, người dân ở Canada, mình sống ở đây riết rồi nó cũng quen rồi, tại vì vào mùa đông năm nào thì nó cũng như năm nào thôi, riết rồi người dân người ta cũng không có quen. Khi mà vào mùa đông người ta cũng sinh hoạt bình thường, đi làm rồi về nhà cuối tuần, rồi người ta có party, lúc mà chưa có dịch thì người ta cũng có tiệc tùng, rồi người ta cũng đi ra ngoài bình thường thôi. Có điều là mình đi ra ngoài là mình phải mang boot nè, mang đội nón nè, mang khẩu trang nè. Bây giờ là phải mang khẩu trang, dịch bệnh thì phải mang khẩu trang, đội nón, mang bao tay, rồi khăn quàng cổ các thứ đồ này kia. Mùa đông á, mà đi ra ngoài nhiều khi mình đi shopping đồ này kia cũng phiền lắm, đi phải mang áo thì rất là dày các bạn đó, rồi phải mang bút nó nặng nề nữa. Riêng cá nhân mình thì mùa đông mà mình đi ra ngoài mình cũng lười lắm đó. Đây là cái cây thông trước cửa nhà mình đó các bạn. Các bạn thấy là tuyết nó rơi nó đọng lại trên cây thông nè. Thôi vài phút cho các bạn chia sẻ với các bạn nha. Mình chúc cho tất cả các bạn luôn bình an, khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình. Chào các bạn.